Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có công văn không chấp nhận chủ trương mở rộng bãi rác thành phố Sầm Sơn vì nằm trong khu quy hoạch đô thị sinh thái nghỉ dưỡng vui chơi giải trí cao cấp đã được chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước đó. Hiện tại bãi rác Sầm Sơn đang nằm trong không gian quy hoạch khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng vui chơi giải trí cao cấp được chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2548. Kinh phí thực hiện việc cải tạo bãi rác Sầm Sơn theo quy định tại thông tư số 132 của Bộ Tài chính, quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, không bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường cho loại hình này. Vì vậy, đề nghị đầu tư cải tạo, tăng thời hạn sử dụng bãi rác Sầm Sơn của Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn là không có cơ sở xem xét. Về việc đề nghị vận chuyển rác thải thành phố Sầm Sơn về xử lý tại bãi rác Đông Nam, huyện Đông Sơn từ tháng 9 năm 2018, qua tình hình thực tế tại bãi rác Đông Nam cho thấy ô chôn lấp số 1 và số 2 đã đóng cửa, ô chôn lấp số 4 đang trong quá trình thi công và chưa hoàn thành, trong khi ô chôn lấp số 3 hiện đã quá tải. Hiện tại bãi rác Đông Nam đang tiếp nhận rác thải lên đến 300 tấn mỗi ngày, do đó việc vận chuyển rác từ thành phố Sầm Sơn về bãi rác Đông Nam từ tháng 9 năm 2018 theo đề nghị của thành phố Sầm Sơn là chưa có cơ sở xem xét.